triệu, Ubitofin 30 triệu, Wenpa chỉ từ 19 triệu. Vision Lemonade rất là nhiều màu sắc luôn anh chị, chỉ với chi phí là 2 triệu đồng thôi, và đặc biệt là giá hiện tại là 30 triệu. Yamaha Zanus chỉ từ 26 triệu. Mio M3 chỉ từ 28 triệu, Mio Gear 30 triệu. Nguyên một lô xe 50 này, tay ga chỉ từ 19 năm, xe số chỉ từ 14 triệu 500 ngàn này, anh chị có thể sở hữu ngay. VinZone chỉ hơn 30 triệu, và đặc biệt là những dòng xe từ nãy tới giờ đều không cần trả trước nha anh chị ơi. Em này là xe nha mọi người nha, 65 triệu. Yamaha XR 155 chỉ từ 73 triệu là có thể sở hữu ngay ạ. Quay Thái chỉ từ 78 triệu đồng. Và đây là PCX giá chỉ từ 84 triệu đồng, sở hữu ngay một em 160cc. S-Nam và S-More giá khởi điểm chỉ từ 58 triệu đồng. Đối với S-Nam thì giá sẽ rơi khoảng tầm là 74 triệu đồng nha anh chị ơi. Đặc biệt là những dòng xe trên thì có đặc điểm chung đó là trả trước từ 7 đến 10 triệu là có thể nhận xe nha anh chị. Và trên đây thì cũng là một số mẫu xe em Trang vừa báo giá. Bây giờ thì hãy cùng em Trang cập nhật đi sâu vào đấy, chi tiết vào những cái mẫu xe trên màn hình nha anh chị ơi. Đó. Bây giờ thì em Trang sẽ báo giá này, cũng như là hỗ trợ cho anh chị về hình thức trả góp này. Đấy. Và đặc biệt là chương trình ưu đãi bên hệ thống xe máy nhập của anh Thư anh chị nha. Bữa nay xe rất là nhiều luôn bà con ha. Rồi, đầu tiên là Honda Vision nha anh chị. Honda Vision thì hiện tại bên em Trang đang cập nhật cho anh chị về những phiên bản màu lên 3D. Có thể là 3D và 4D nha anh chị ơi. Đặc biệt là có lên sơn theo yêu cầu, sẽ theo sở thích của mình. Thì chi phí lên sơn chỉ từ là 2 triệu đồng thôi anh chị. Và đặc biệt là bên em Trang có hỗ trợ mua góp đối với dòng Honda Vision là không cần trả trước. Chi phí chỉ từ là 30 triệu đồng anh chị có thể sở hữu xe ngay nha. Đó. 3 triệu. Chỉ cần từ 3 triệu là nhận xe luôn nha. Bên đây là có độ đèn, độ mâm, độ kiển cho bà con. Nói chung là bà con muốn độ gì thì cứ alo trực tiếp cho em Trang nha. Em Trang sẽ tư vấn nhiệt tình cho bà con nha bà con ha. Dạ. Đấy, từ 30 triệu. Tiếp theo là một cái em xe mà cũng khá là hot. Thì nói chung là cuối năm thì anh chị mình hay sắm xe để đi Tết đúng không anh chị? Thì S-Nam hiện tại thì mức giá nó cũng khá là giảm thôi anh chị ơi. Với mức giá chỉ từ 74 triệu đồng anh chị có thể sở hữu ngay một em 125cc nha anh chị. Đấy, như trên màn hình anh chị có thể thấy bên Trang có độ màu 3D cũng như là độ mặt nạ xương cá này. Đấy, anh chị có thể thấy ha. Mình có độ theo yêu cầu của anh chị mình luôn, độ đèn nét, độ đèn mi đó các kiểu luôn anh chị ha. Và đối với dòng này thì hiện tại bên Trang mua góp chỉ cần trả trước từ 10 đến 15 triệu đồng anh chị có thể nhận xe nha. Nếu có thẻ tín dụng thì bên Trang hỗ trợ quẹt thẻ không lãi suất luôn nha. Quẹt thẻ không lãi suất. Đúng rồi. Bà con nào mà xài thẻ tín dụng là một lợi thế nha bà con ha. Dạ. Và đặc biệt là có thu xe cũ đổi xe mới cho bà con. Thì nếu anh chị nào mình đang có một chiếc xe cũ mà mình muốn đổi một chiếc xe mới thì cứ mang lên, bên Trang sẽ hỗ trợ giá cao cho anh chị luôn. Đấy, có nhận ship xe toàn quốc 63 tỉnh nhé. Ship ở tốc nha. In 64 tỉnh. Đấy. Bảy bạn hết sức. Rồi ok rồi. Cho bà con ha. Ok mọi người nha. Đấy, thì khi mà mọi người mua xe mình sẽ được nhận combo quà tặng trị giá lên tới 7 triệu đồng, bao gồm là định vị xe, thiết bị quản lý xe trên điện thoại mình nhá. Ngoài ra thì có nón áo nhớt này, một combo phí xăng xe đi lại từ 2 triệu nha anh chị. Và có một voucher phụ kiện lên tới 5 triệu đồng nha anh chị. Đấy. Vario không cần trả trước nha anh chị. Đấy, có nhận xuống áo click Thái, có nhận lên sơn 3D. Và đặc biệt là ở đây thì em Trang có những phiên bản màu zin này. Đấy, màu lên 3D rất là đẹp luôn anh chị ha. Mức giá của em này hiện tại đang là 37 triệu đồng khi anh chị mình mua tiền mặt. Mua góp thì bên Trang đều hỗ trợ đồng giá luôn. Tuy nhiên thì anh chị nếu mà có đặt lịch liên hệ trước thì mình còn được hỗ trợ phí xăng xe từ 500 đến 1 triệu đồng nha anh chị ơi. Đó. Thì số điện thoại của em Trang là nằm ở dưới góc trái màn hình nha, có Zalo luôn. Cô bác anh chị em cứ kết bạn xong đó mình tư trao đổi với lại em Trang sau nha bà con ha. Đúng rồi. Còn AB thì sao? AB thì hiện tại giá nó sẽ rơi khoảng tầm là 44 triệu đồng nha anh chị. 44 triệu nha. Cho bản 125. Còn riêng 150, 160 giá sẽ rơi khoảng tầm 58 triệu đồng nha anh chị. 48, 58 triệu nha. Đúng bà rồi. Ha. Là có xe rồi. Dạ. Đó. Tiếp tục nha. Honda Lead thì sẽ rơi khoảng tầm 39 năm nha anh chị. 39 năm nha. Mình trả trước cho em Trang khoảng tầm 3 triệu đồng là nhận xe. Mẫu Honda Lead càng ngày càng đẹp bà con ha. Mua nó cấp rộng thì bây giờ nó cái ngoại hình nó cũng khá là giống là XH rồi đó. Rất đây. Là đẹp nha. Về thiết kế đèn thì đèn full led 2 tầng nha anh chị nha. Đấy, anh chị có thể thấy thiết kế xe này thì khá là nhỏ gọn, nhưng tuy nhiên được cái cốp trang bị cái cốp tới 37 lít nha anh chị nha. Cốp rộng nhất luôn á. Cốp rất là rộng luôn. Đấy. Đây, có ha. Đừng cháy. Rồi, và đồ xăng phía trước nữa anh chị. Đấy, rất tiện lợi. Ngoài ra thì Yamaha cũng sẽ có một số dòng xe tay ga mà đợt này nó cũng đang rất là hot luôn anh chị. Ví dụ như là ở đây có Figo nha anh chị. Figo là một cái xe tay ga siêu siêu nhẹ luôn anh chị ơi.
siêu nhẹ của nhà Yamaha có kết hợp hệ thống phanh ABS luôn nha. Và hiện tại thì mức giá của Figo nó sẽ rơi khoảng tầm 30 triệu thôi. Nó bằng Honda Vision luôn anh chị ạ. 30 triệu là vừa bằng giá Vision luôn đúng ha. Đúng rồi, mà có kết hợp hệ thống phanh ABS nữa, an toàn. Nhưng mà ngoại hình nó đơn giản, rất là đẹp luôn. Còn Lexi thì sao em? Lexi thì hiện tại là Lexi nhiều người, Lexi thì hiện tại bên trang nó hỗ trợ mức giá 52. Nó sẽ ngang bằng với giá của NVX nha anh chị. NVX với cả Lexi thì đã được trang bị hệ thống phanh ABS rồi và phân khối đều là 155 nha anh chị ơi. Đấy, còn riêng Latte thì sẽ rơi khoảng tầm 37 triệu đồng nha anh chị. 37 triệu nha. Đó. À, 37 triệu. Lexi với lại NVX bây giờ mẫu cực kỳ là đẹp cho bà con mình luôn nha, sở hữu. Rồi. Và tiếp theo là những cái mẫu xe không cần trả trước bên anh Thư mọi người nha. Rồi. Đó là Mio. Mio thì sẽ chia làm hai phiên bản cho mọi người, đó là Mio M3 này và Mio Gear nha anh chị. Đấy thì đầu clip em Trang mới báo giá cho anh chị mình rồi đó. Thì giá hiện tại nó sẽ khởi điểm là từ 28 triệu đồng. Anh chị mua gót không cần trả trước và không lãi suất khi mà anh quẹt thẻ tín dụng nha anh chị nha. Đấy. Nói chung là rất là nhiều chương trình luôn bà con ha. Còn Janus thì sao em? Janus thì giá sẽ rơi vào khoảng tầm là 26 triệu đồng. Đã có chương trình ưu đãi rồi. Còn nếu mà giá zin của xe rơi khoảng tầm 32 nha anh chị. 32 nha. Dạ. Đó. Bên cửa hàng đã trừ giá hết cho bà con mình rồi nha. Còn tầm 26 triệu là có xe ha. Rồi, tiếp theo là Grande. Grande là em xe tay ga sang chảnh nhất của nhà Yamaha. Với phân khúc 125cc thì hiện tại em này nó được thiết kế hệ thống phanh ABS luôn rồi mọi người nha. Đó, và điều đặc biệt là em xe này có thiết kế khá là sang chảnh luôn. Hiện tại thì giá sẽ rơi khoảng tầm là 48 triệu đồng cho mức giá khởi điểm cho dòng này. Anh chị mua góp trả trước 5 triệu đồng nhận xe nha. 48 triệu nha. Mua góp thì đơn giản thì cần 5 triệu thôi là có xe bà con ha. Bên đây là lô xe 50. Có xe 50 rất là nhiều. 50cc thì em Trang sẽ cập nhật tay ga trước cho mọi người này. Tay ga thì ở đây em Trang sẽ có SWM nha. Một dòng xe siêu bền bỉ luôn và mức giá hiện tại đang là 20 triệu 500 ngàn. Anh chị liên hệ đặt lịch trước cho Trang giảm ngay 500 ngàn tiền xăng nha. Ngoài ra thì ở đây sẽ có Victoria hoặc là Diamond Pro nha anh chị. Mức giá là 19 năm là mức giá khởi điểm cho dòng 50. Thì đối với phân khúc 50cc thì anh chị mình không cần bằng lái vẫn được lưu thông nha anh chị. Đủ 15 tuổi mình có thể đứng tên được rồi. C50 thì sẽ rơi khoảng 14 năm nha anh chị. 14 năm nha. Cúp 83, 17 này. Hay là cúp 81, 82, 14 năm nha anh chị. Đó. Chung là từ 13 triệu mấy thôi là mình có xe rồi ha bà con ha. Đúng rồi. Đây. Đấy. Mọi người nếu ưng xe nào mình chụp hình mình gửi qua cho em Trang. Em Trang sẽ báo giá cũng như là tư vấn cụ thể, gửi màu, gửi hình cho mọi người tham khảo ha. Rất là nhiều dòng xe tại cửa hàng bà con qua đây lựa thoải mái nha. Giá thì cực kỳ là ưu đãi luôn. Và được bà con đừng quên là cứ liên hệ trực tiếp cho em Trang để em Trang hỗ trợ xăng xe nha. Dạ. Cái đó quan trọng lắm. Rồi ok nha, quay Alpha đi. Quay Alpha thì hiện tại bên em Trang đang cập nhật cho anh chị về bản 2024 nha anh chị. Đấy, phuộc màu đen nha anh chị nha. Mình cứ đè cái phuộc màu đen mình lấy cho em là phiên bản mới này. Đó. Hiện tại thì bên em Trang có lên sơn 3D những cái màu ví dụ như màu xám ánh tím nha anh chị. Đấy, hay là ở đây có lên sơn màu xanh. Thì màu nói xanh chung nha. Là màu lên 3D thì nó sẽ hơi lạ lạ một tí, chị mình thích độc lạ thì mình có thể lấy màu 3D, còn không mình lấy màu zin, màu gốc của xe ha. Thì nó cũng sẽ có những phiên bản màu, ví dụ màu đỏ, màu xanh, màu trắng ấy, màu đen. Có đầy đủ nha. Dạ, đấy. Giá hiện tại thì đang là 19 triệu nha anh chị. 19 triệu nha, phiên bản màu xanh này, màu xanh của xe Thái này rất là đẹp luôn ha. Dạ, đấy. Có độ mâm luôn nha anh chị. Mâm kiểu nha. Alpha thì nó chỉ có một phiên bản ánh cam thôi. Còn nếu mà anh chị mình thích nhiều phiên bản hơn thì có thể là sang Way Black nha anh chị. Way Black thì giá khởi điểm là 19 năm. 19 năm ha, có xe. Đấy, còn rất ít nè. Quay đối đích thì tiết kiệm xăng rồi. Đấy, giá hiện tại đang là 22 triệu mức giá khởi điểm. 22 triệu nha bà con ha. Đấy, rất là đẹp. Đủ màu luôn cho bà con mình, rất là nhiều màu nha. Đấy. Dạ. Rồi, tiếp tục Future thì sao? Future hiện tại giá sẽ rơi khoảng tầm là 34 triệu 500 ngàn anh chị. Bên Trang bao biển số cho mọi người luôn ha. 34 triệu 500 ngàn. Đúng đấy. Rồi. Khách vô luôn bà con ha. Rồi, những cái dòng xe này là dòng xe nhập Thái nha. Thì giá từ bao nhiêu em? Rồi. Nhập khẩu Thái Lan hiện tại là bên Trang hỗ trợ cho anh chị mức giá sẽ rơi vào khoảng tầm là 33 triệu đồng nha anh chị nha. 33 triệu ha. 33 triệu đồng, anh chị mua góp trả trước cho em Trang khoảng tầm 4 đến 5 triệu đồng là nhận xe nha anh chị. 4 tới 5 triệu thôi là có xe ha bà con ha. Revo X nhập khẩu Inno. Em xe này là em xe số bên em Trang này. Hiện tại thì bên Trang có cập nhật cho anh chị phiên bản bánh căm. Ngoài ra có phiên bản bánh mâm thắng đĩa luôn nha anh chị. Đó. Thì với mức giá sẽ rơi khoảng tầm 28 triệu đồng anh chị có thể sở hữu ngay rồi nha. Xe này là nó có FI rồi bà con ha. Dạ đúng rồi. Tiết kiệm xăng cho bà con mình chạy Vivu luôn, 28 triệu nha. Dạ. Những dòng xe này mua góp là không cần phải đưa trước nha. Đấy. Còn Rider Sachia. Rider Sachia 47 triệu, Sonic 53 triệu nha mọi người nha. 53 triệu bà con ha. Những cái dòng xe này anh thấy càng ngày càng lên nha. Đúng rồi, càng ngày càng lên luôn nhưng mà bên Trang vẫn giữ giá mọi người. Đó. Mọi người nếu như mà đang có nhu cầu về những cái dòng xe mà hơi hiếm hiếm ví dụ như là Im Blood này hả? Im Blood. Im Blood. Như sao đọc vậy? Suzuki nha mọi người nha. Suzuki. Đấy, cái dòng Imber. Xe này cũng hiếp. Em này gọi là Imber. Đúng rồi. Nhiều người gọi là Im Blood. Xe này hiện tại bên Trang còn màu đen nhám cho mọi người luôn nha. Và hiện tại giá bên Trang đang hỗ trợ là 28 triệu đồng.
xe này nhiều anh em cứ tưởng xe này là xe cũ nhưng mà chắc là xe này xe đời mới nha. Đó. Nhiều khách hỏi em lắm á, xe này chạy tại vì cái form của nó cũng rất là dễ thương, rất đẹp, nó bền á, cực kỳ bền luôn. Ngoài ra thì một số mẫu xe mô tô anh chị như GPX Rider này 220 phân khối nha. Xe này thì mọi người phải cần bằng lái A2 mọi người nha, tại vì là phân khối từ 175 trở lên mọi người phải cần bằng lái A2 rồi mọi người. Đúng rồi. Đó, xe thì hiện tại bên Trang còn hai màu cho anh chị lựa chọn luôn. Đấy. Nếu như anh chị nào mình ưng xe này thì bên Trang đang hỗ trợ cho anh chị mức giá sẽ rơi vào khoảng tầm là 50 triệu đồng nha anh chị. 50 và triệu. Mua góp thì anh chị trả trước cho em Trang khoảng tầm là 5 triệu, 5 đến 7 triệu là mình có thể dinh xe về nhà rồi. Trời. Đấy, có nhận ship xe toàn quốc nha anh chị mình ơi. Mô tô mà bèo quá bèo luôn, đưa trước từ 5 triệu lấy xe. Đúng rồi. Quá bèo. Mà 220 phân khối luôn nha. Đấy. Còn nếu mà không cần bằng lái thì có em này. Đúng. Đúng rồi. Em này thì 155 XR của Yamaha luôn nha mọi người, nhưng mà Yamaha này là Yamaha nhập khẩu. Còn nếu như Việt Nam thì nó sẽ là XS 155R nha anh chị. Đấy. Giá hiện tại thì bên Trang hỗ trợ mức giá là 735. 735. Đúng rồi. Mua gốc thì bao nhiêu em? Mua gốc trả trước khoảng tầm 15 triệu đồng nhận xe. Ở 15 triệu là có xe nha. Cái mẫu này anh thấy rất là thông dụng nè, bà con chạy rất là nhiều nha. Nam nữ chạy cũng rất là đẹp đó. Đợt cái hôm thứ bảy này mới bán hai xe luôn ấy, một cặp luôn, màu đỏ. Ê, hình như em nhớ là bên em là có nhận hạ phục cho bà con luôn không ta? Có hạ phục, có độ phụ kiện luôn. Nói chung là có độ, có hạ phục cho bà con, những cái bạn nữ mà hơi lùng một xíu á, hay mà thấp á. Đúng rồi, là tầm, có thể chạy được. Tầm mét 6 anh, mét 6 là phải hạ nha, hạ tầm 7 phân là được. À, mét 6 là nhận hạ nha bà con ha. Rồi, ok. Đi. Rồi, em King thì ẹt chứ mọi người. Ẹt 150 anh chị. Bản này là bản xanh GB rồi. Hiện tại là bên Trang hỗ trợ mức giá sẽ được khoảng tầm là 43 triệu đồng nha anh chị. 43 triệu nha. Trả trước 5 triệu đồng nhận xe. Còn này là xe 50. Đâu? Xe này. Phải 50 không? 10. Nói chung là nói chung bà con cứ nhìn ở trên trước này nhìn xuống là không biết xe 50 đâu. Đấy, mình phải nhìn cái nhãn hiệu của nó mới biết xe 50 thôi. Đây là ẹt 50cc, nó giống như những dòng xe số của mình nhưng mà tuy nhiên thì sẽ dành cho các bạn học sinh ví dụ như mà chưa đủ tuổi ấy, mọi người có thể lưu thông ha, đủ 15 tuổi có thể đứng tên. Nhìn nó khá là giống ẹt 135 ha. Hỏi ẹt. Cực đẹp luôn. Nói chung là ẹt 100, ẹt 50 bây giờ nó còn đẹp hơn ẹt 135 nữa mà con, nó độ rất là nhiều phiên bản rồi. Đấy, tiếp tục nha. Bên đây đi. Này nãy mình quay chưa ta? Quay rồi. À, ok nha. Rồi, tiếp theo là Sirius. Sirius mới đầu video có báo rồi mà mọi người. 18 triệu thôi mọi người ha. 18 CFE thì Jupiter Fin thì rơi khoảng tầm là 30 triệu này. CFE thì sẽ rơi vào khoảng tầm là 27 triệu. 27 triệu là phiên bản cao nhất đấy nha mọi người nha. Đúng còn rồi. Thấp nhất thì 21 triệu thôi. Đó. Rồi tiếp theo C-Mâm thì rơi khoảng tầm 24 25 triệu thôi mọi người. Rất là đẹp ha mà con ha, đủ màu hết. Ẹt đặc biệt. Ẹt 150 đặc biệt anh chị ha. Giá rơi khoảng tầm 43 triệu. 43 triệu là có xe hả bà con ha. Dạ. Còn ẹt 155 hiện tại là giá bao nhiêu em? Ẹt 155 thì hiện tại đang là khoảng tầm 48. 48 triệu. Dạ. Nhưng những cái chương trình khuyến mãi cũ mình vẫn còn không ta? Còn chứ anh, đầy đủ. Ví dụ như khi mọi người mua ẹt 155 2024 thì mọi người sẽ được nhận hỗ trợ cái chương trình đó là không lãi suất qua ngân hàng, nhưng điều kiện mọi người phải trả trước khoảng tầm 30%, tức là 15 triệu đó mọi người. Là mọi người có thể sở hữu chương trình đấy ha. Ngoài ra thì khi mọi người mua xe sẽ được tặng một thiết bị định vị xe, quản lý xe trên điện thoại này. Một năm phủ nano miễn phí cho mọi người này, nó náo nhớt này và một combo phí lắp đặt sửa chữa xe mới xe cũ 5 triệu đồng anh chị. Đấy, mình sẽ giảm 10% trên tổng bill và liên hệ đặt lịch trước cho Trang qua hotline trên màn hình để mình được hỗ trợ phí xăng xe từ 1 đến 2 triệu đồng nha anh chị ơi. Rồi, đúng rồi. Thì bây giờ thì anh em mình cũng xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại nha. Xin chào. Xin chào.